một dịch giả nổi tiếng Châu Khắc Hy có nói một câu như thế này: có những cuốn sách dù 70-80 tuổi mà nó vẫn rất trẻ. Đây quả thực là câu nói hoàn hảo để miêu tả về cuốn truyện cổ tích dành cho người lớn, kiệt tác Hoàng Tử Bé. Đây cũng là một cuốn sách nó đã làm rung động và ảnh hưởng sâu sắc tới bản thân mình. Đằng sau từng câu chuyện cổ tích mang lại, chúng ta sẽ nhận ra được bản tính, dục vọng. Nó đang hiện diện trong mỗi con người của thế giới người lớn. Và tưởng chừng như đây là một cuốn sách mỏng teo, với lời lẽ đơn giản, nhưng lại chính là một liều thuốc làm dịu tâm hồn cho cả thế giới. Sau khi mà đọc Hoàng Tử Bé xong, chúng ta sẽ hiểu ra được rằng trí tuệ sâu sắc nhất thường ẩn chứa trong tâm hồn thuần khiết nhất. Hãy rũ bỏ từ bên ngoài. Hoàng Tử Bé sống ở hành tinh B612, một hành tinh bé xíu và có rất ít thứ, chỉ có hai ngọn núi lửa đang hoạt động. Mỗi ngày, cậu phải dậy sớm để dọn dẹp núi lửa và làm sạch hạt giống của cây baobab. Những hạt giống này luôn vô tình đến cùng với những cơn gió và sẽ rất đáng sợ bởi vì chúng có sức mạnh để phát triển một cách khủng khiếp. Nếu không dọn kịp, hành tinh nhỏ bé của cậu sẽ sớm bị tàn phá bởi cây baobab điên cuồng mọc lên. Mặc dù cây baobab có thể đem đến sức sống cho hành tinh trống rỗng của cậu, có thể thu hút các loài chim di cư hay là che cản được ánh nắng mặt trời thiêu đốt, nhưng cậu vẫn luôn dọn dẹp chúng thường xuyên. Và thực tế rằng, cuộc sống của chúng ta cũng có rất nhiều những cây baobab như vậy. Những bộ quần áo chỉ mặc 1-2 lần, nhưng chúng ta chất dần đầy tủ quần áo. Những cuốn sách chưa động đến, nhưng được xếp đầy trên kệ sách đã chất bụi. Những món hàng giảm giá được mua về mà chẳng mấy khi chúng ta sử dụng, có khi là chúng ta chất đống ở một ngóc ngách nào đó. Trong tâm lý học, có một hiệu ứng mang tên là Diderot. Hiệu ứng này chỉ ra rằng chúng ta sẽ luôn tốn tiền vào những thứ không thực sự cần thiết. Khi bạn mua một món đồ mới thì chúng ta sẽ có xu hướng tiếp tục mua những thứ bạn cho là phù hợp với nó để đạt được cái trạng thái cân bằng về tâm lý. Ví dụ đơn giản như là bạn mua một bộ đồ mới và chợt nhận ra rằng phải có thêm một đôi giày hay là một cái túi sách để phối đồ cho phù hợp với bộ đồ này. Bạn mua một bộ bàn ghế sofa và chợt nhận ra rằng cách bài trí trong phòng khách không được hợp tông, vậy là bạn phải thay đổi lại. Trong thời đại ham muốn vật chất như hiện nay, chúng ta luôn vô thức bị cuốn vào xu hướng tiêu dùng quá mức. Hiếm khi chúng ta có thể nghĩ đến việc đơn giản, giảm bớt hay là loại bỏ. Thay vào đó, chúng ta luôn muốn tích lũy, nâng cấp và tạo ra thêm những vật chất này. Tác giả của cuốn sách Cuộc Sống Tối Giản, Akirawa Mayumi đã từng nói rằng sở hữu một vật là đồng nghĩa với việc chúng ta phải tiêu hao năng lượng của bản thân cho vật đó, chỉ là chúng ta rất ít ý thức được điều này. Cuộc sống có tuyệt vời hay không, không nằm ở việc bạn có bao nhiêu thứ, mà là bạn có bao nhiêu thời gian để làm bản thân mình vui vẻ. Nếu trái tim của con người chúng ta cứ ngày qua ngày bị che lấp bởi những ham muốn về vật chất, chúng ta cứ mải miết chạy theo nó, thì có lẽ vô hình chung chúng ta sẽ bỏ lỡ những điều hạnh phúc trong chính cuộc sống hiện tại. Và thậm chí, nó sẽ khiến cho bản thân chúng ta trở nên mệt mỏi, kiệt quệ và đau khổ hơn. Để tìm ra bản chất thực sự của cuộc sống, chúng ta sẽ phải rũ bỏ từ bên ngoài và thường xuyên dọn dẹp cây baobab trong chính cuộc sống của mình. Bỏ đi dục vọng. Trước khi đến với trải nghiệm ở trái đất, Hoàng Tử Bé đã đi qua 6 hành tinh nhỏ và gặp được 6 người lớn kỳ quặc. Người lớn đầu tiên cậu gặp đó là một vị quốc vương đang sống trong một hành tinh mà duy nhất có mình ông ta làm chủ. Ông vua ban ra các sắc lệnh nghiêm ngặt đến những thần dân mà ông ấy tự tưởng tượng ra. Giống như là một chiếc đinh, ông ta đóng chặt mình trên ngai vàng, hai tay nắm chặt quyền trượng, cả ngày không hề nhúc nhích một bước. Hoàng Tử Bé thấy vậy thì liền sợ hãi, vội vã nói lời từ biệt. Một người lớn khác mà Hoàng Tử Bé gặp được đó là một thương nhân cổ quái. Anh ta đếm bàn tính, viết biên lai mỗi ngày và khóa chúng trong một cái ngăn kéo. Hoàng Tử Bé lấy làm lạ, không biết thương nhân này đang làm việc với ai. Thương nhân nói anh ta đang đếm các vì sao, những ngôi sao trên trời là số tiền anh ta gửi vào ngân hàng. Anh ta đang chìm đắm trong khao khát có được tiền bạc và không thể tự thoát ra được. Cả đời này, anh ta đã bị mắc kẹt trước bàn làm việc và sống như là một cái máy đếm. Dù là quốc vương hay là thương gia, những người lớn đó không khác gì nhiều so với những người trong chúng ta đang rơi vào một cái hố không đáy, mà ở đó chính dục vọng của địa vị, tiền bạc đang dẫn chúng ta tự lao đầu xuống.
Một khi mà chúng ta đã lún sâu vào cái hố này thì con người sẽ cảm thấy không bao giờ hài lòng cả. Và đó chẳng phải là bi kịch lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người hay sao? Một khi con người ta có ham muốn quá nhiều, người đó sẽ nhất định trở thành một con thiêu thân của dục vọng và bị chính danh tiếng, tài sản dẫn đường, cứ phi mãi không ngừng và chẳng bao giờ thấy đích. Để rồi chỉ còn lại mệt mỏi, kiệt quệ và chúng ta không có thời gian để nhận thức, để trải nghiệm những điều hiện hữu trên chính con đường chúng ta đi và ý nghĩa cuộc sống lại càng bị bỏ lỡ. Bỏ đi những mối quan hệ không xứng đáng. Hoàng tử bé cuối cùng đã đến được với trái đất và đáp xuống một sa mạc không người. Trong nhiều ngày, cậu thậm chí không nhìn thấy một bóng người. Cậu hét lên trong thung lũng cô đơn và nghe lại chỉ có tiếng vọng của bản thân mình. Để thoát khỏi nỗi cô đơn, dù gặp ai cậu cũng dốc hết tâm gan, nhưng kết quả chỉ là một nỗi thất vọng. Cậu hét mình với rắn, nhưng rắn lại nhẫn tâm muốn ăn thịt cậu. Cậu nhiệt tình kể về quá khứ với người thợ đường sắt, nhưng anh ta phớt lờ cậu. Cậu gặp người bán viên thuốc giải khát, nhưng người đó chỉ muốn lừa cậu mua thuốc của gã. Để tránh nỗi cô đơn, hoàng tử bé đã cố gắng hết sức để làm quen với mọi người trên trái đất. Nhưng những con người xấu xa, vô cảm kia chỉ mong muốn chuộc lợi về bản thân mà thôi. Mãi cho đến khi cậu gặp được cáo. Cáo rủ cậu đến cồn cát để cùng ngắm hoàng hôn. Họ trao nhau những tâm tư tình cảm. Cáo nói với hoàng tử bé rằng, những gì thực sự có giá trị không thể nhìn thấy bằng mắt được, mà chỉ có thể thấy bằng trái tim. Ở cáo, hoàng tử bé lần đầu tiên cảm nhận được sự chân thành và tốt bụng. Lúc này, nỗi cô đơn trong lòng bỗng tan biến. Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng xã giao vô nghĩa như hoàng tử bé chưa? Khi mà cô đơn, tôi muốn tìm một người bạn để trò chuyện. Nhưng khi mà lục tìm hết danh bạ xong, tôi lại lặng lẽ tắt điện thoại đi. Khi gặp nạn, những người bạn xưa đã từng cùng ăn uống, vui chơi, giờ đây phút chốc biến thành người xa lạ. Theo cùng năm tháng, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng những người thực sự có thể làm bạn với mình rất ít. Thay vì mở rộng ra mối quan hệ xã hội một cách mù quáng, tốt hơn là chúng ta nên thu hẹp mạng lưới đó và chỉ để dành năng lượng của mình cho những người xứng đáng mà thôi. Sự chân thành của 2-3 người bạn tri kỷ luôn tốt hơn những tiếng ồn ào của bạn bè thông thường ngoài kia gấp 100.000 lần. Để trái tim trong ngắt. Sau khi tạm biệt cáo, hoàng tử nhỏ bước đi vô định trong mệt mỏi. Cái nắng như thiêu đốt khiến cậu khó chịu, gió cát khiến cậu không thèm mở mắt. Vài ngày sau, cậu gặp người phi công đã hạ cánh trên sa mạc. Mắc kẹt trong sa mạc 8 ngày khiến người phi công vô cùng lo lắng. Trong đầu hiện ra đủ cảnh tượng bi thảm. Động cơ cứ mãi không sửa được thì phải làm sao? Ai là người hoàn thành nhiệm vụ, các chuyến bay bị trì hoãn? Liệu có đủ nước uống tới ngày mai không? Cuộc đời còn có quá nhiều điều hối tiếc. Và khi sắp hết nước uống, người phi công hoàn toàn sụp đổ mà lên cơn sốt cao. Trong khi đó, hoàng tử bé thì hoàn toàn ngược lại. Cậu không hề lo lắng chút nào. Cậu đi tìm nguồn nước, trên đường vừa kiếm tìm vừa nhìn lên bầu trời đầy sao và trò chuyện với người phi công về những chuyến hành trình kỳ thú của cậu. Cứ như thế, trong sự thoải mái trò chuyện, cậu đã phát hiện ra nguồn nước và cùng người phi công thoát khỏi nguy hiểm. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta sẽ bị tấn công bởi 2 mũi tên. Mũi tên đầu tiên bắn vào ta từ thế giới bên ngoài, đó là những khó khăn và thất bại mà chúng ta thường gặp phải. Mũi tên thứ hai lại là chính mũi tên mà chúng ta tự bắn vào chính mình, đó là những cảm xúc tiêu cực do chính chúng ta tạo ra. Mũi tên đó luôn sẵn sàng đâm chính bạn khi lòng bạn rối ren và xáo trộn bởi những suy nghĩ tiêu cực. Nhà tâm lý học Adler đã từng nói, không ai sống trong thế giới khách quan, tất cả chúng ta đều sống trong thế giới chủ quan mà mỗi thứ đều có ý nghĩa riêng của nó. Nếu bạn bình tĩnh, thế giới của bạn sẽ an lạc và trong sáng. Nếu bạn suy nghĩ quá nhiều, thế giới của bạn sẽ chỉ có những khó khăn và nguy hiểm. Trong đời, có rất nhiều lần, không phải người nào đó đang giày vò bạn, mà thực chất là những chấp niệm đang ám ảnh bạn mà thôi. Hoàng tử bé đâu chỉ là một tác phẩm châm biếm, chế giễu xã hội loài người, mà hơn nữa, nó vẫn luôn chỉ dạy cho chúng ta cách thiết lập và duy trì mối quan hệ giữa con người với nhau, hay cách đối xử với chính bản thân mình. Ban đầu, tất cả chúng ta đều là hoàng tử bé. Sau đó, trong cuộc sống tự mình phức tạp, chúng ta bị dục vọng, danh tiếng, tiền tài, địa vị trói buộc, dần mà chúng ta khiến bản thân trở thành quốc vương, thương nhân hay là người phi công. Như tác giả đã nói, tất cả người lớn đều từng là trẻ con, mặc dù chỉ có một số ít nhớ được điều đó.
Khi chúng ta thực sự đọc hiểu cuốn sách này, chúng ta sẽ nhận ra rằng không bao giờ có một tình huống phức tạp trong cuộc sống, chỉ có một tâm trí phức tạp mà thôi. Từ đơn giản thành phức tạp rất dễ, nhưng để rũ bỏ phức tạp trở về đơn giản thì luôn luôn khó. Quá trình đó cần cả một sự khắc chế và tỉnh giác trong bạn. Nhưng chỉ cần bạn dặn lòng, rũ bỏ được những vật chất, ham muốn, suy nghĩ dư thừa, bạn mới có thể đúc nên con người chân thật của chính bạn. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy ủng hộ Better Version, cho mình một nút like, chia sẻ tới những người cần nó, đăng ký kênh của mình, bật nút thông báo để nhận những video tiếp theo. Chúc tất cả chúng ta hãy rũ bỏ hỗn độn, sống đơn giản, hãy xóa tan những lớp sương mù của vật chất, ham muốn hay vô cảm, và ôm lấy hoàng tử bé của chính bạn nhé.